Xin chào mọi người, và hơn một tuần nay rồi mình với các bạn mới được gặp lại nhau nhỉ. Thì ngày hôm nay mình sẽ đem đến cho các bạn một cái sản phẩm mà mình đã nói ở cái video trước, là một con sáp vuốt tóc dành riêng cho những bạn nào có cái kiểu tóc trung bình và kiểu tóc siêu siêu dày. Thì con sáp vuốt tóc này nó sẽ cần hết cho các bạn tất cả những loại tóc đấy luôn, và không có sản phẩm nào khoác ngoài Handifuco Claymation. Và về cái sản phẩm Handifuco Claymation này thì mình mua tại Yohe. Các bạn có thể bấm vào link ở phần mô tả bên phía dưới để biết thêm về Yohe cũng như là những cái sản phẩm khác mà họ đang bán. Để mà nói thì cái bản mà mình đang cầm trên tay ở đây là một cái bản Handifuco mới nhất của năm 2020 thì phải. Thì đầu tiên chúng ta được đựng ở trong một cái box giấy này. Không hiểu vì sao như là những cái hãng khác như kiểu như là Odao Medpad hay là những cái sản phẩm khác thì đều được đựng ở trong một cái box giấy, cho nên là nhìn nó rất là sang trọng và nó có một cái tính gì đó nó chuyên nghiệp hơn. Như ở ngày xưa ấy, khi mà các bạn mua những cái sản phẩm của Handifuco thì thực sự là không bao giờ các bạn được đựng ở trong một cái box tử tế như này đâu, mà các bạn chỉ được đúng một lọ sáp không. Thì bây giờ chúng ta được đựng ở trong một cái box bằng giấy. Ở mặt trước thì chúng ta sẽ có một cái chữ là Handifuco Claymation. Và về cái box hộp này của nó thì nó thực sự rất là đơn giản. Mình sẽ không có đánh giá khá là cao về cái box hộp này, cho nên là cái box hộp này chỉ là một cái phần trang bị thêm thôi. Còn cái quan trọng của chúng ta đó chính là chất sáp cũng như là hiệu năng của sản phẩm. Thì bây giờ mình với cả mọi người sẽ cùng mở ra để xem bên trong của cái lọ Handifuco Claymation này nó như nào nhá. Ok, bây giờ thì mình sẽ mở nó ra, các bạn sẽ phải mở ở đây. Bên trong họ làm gọi là, nếu như mình không nhầm thì đây gọi là double box thì phải. Một cái box ở bên ngoài, sau đó thì cả một cái hộp bằng giấy màu xanh min chủ đạo của tất cả những cái sản phẩm của Handifuco. Nhắc đến cái màu xanh min này thì mình cũng mới mua luôn một cái bao cao su dành riêng cho máy sấy Dyson Supersonic. Thì một vài ngày nữa hoặc là một vài tiết sau thì mình sẽ review cho các bạn về chiếc máy sấy này. Nó có thể là một cái máy sấy ngon nhất ở cái thời điểm hiện tại, và rất là nhiều những cái KOL hay những người nổi tiếng tin dùng. Thì đây là một con sáp vuốt tóc dành riêng cho những bạn nào có cái kiểu tóc là tóc dày và tóc trung bình. Tóc trung bình thiên hướng dày nhá, còn tóc trung bình thiên hướng mỏng thì cũng không dùng được con này đâu, nó sẽ sập rất là nhanh. Và đầu tiên để mà nói thì đây là được đựng ở trong một cái hũ bằng nhựa hai lớp, cho nên là các bạn sẽ cảm giác nó rất là dày dặn. Và cái nắp này của nó bằng thiếc thì nó vẫn y như những cái sản phẩm cũ, những cái thiết kế cũ của Claymation từ những cái đời trước trước lâu lắm rồi. Handifuco ở đây, ở dưới sẽ là Claymation và những cái thông tin chi tiết của nó, và đặc biệt là không sử dụng paraben hay là cách khác là chất bảo quản. Và về cái dung tích có ghi rất rõ ở đây là 56g tương đương với cả 2 oz. Thì cái dung tích này thì nó hơi gọi là nhỏ so với những cái lọ sáp vuốt tóc ở tại Việt Nam ở thời điểm hiện tại, thì họ toàn làm là 100g thôi. Nhưng mà không sao, bởi vì là chúng ta vuốt con này sẽ dùng rất là ít thôi, cho nên là mình nghĩ con này có thể dùng được khoảng nửa năm. Nếu như bạn nào dùng tiết kiệm thì có thể dùng được khoảng 1 năm, cho nên là các bạn cứ yên tâm là không hề bị tốn khi mà mua con này. Về cái mùi hương của nó ấy, thực sự là không có gì quá đặc biệt cả, nó chỉ là một cái mùi hương của những cái thành phần mà làm ra cái lọ sáp này thôi. Còn đâu về cái mùi hương thơm thì lọ này không hề có. Nếu như mình không nhầm thì lọ Quicksand cũng vậy. Còn có cả một cái lọ gì mình không nhớ tên, nhưng mà mình sẽ để ảnh ở đây, là lọ đấy có một cái mùi nó hơi phấn phấn một chút. Còn đâu là giữa Claymation và Quicksand thì hai lọ này không có lọ nào có mùi hương cả. Lọ mùi hương của nó chỉ là mùi hương của từ nguyên liệu thôi, cho nên là mùi hương nó không có quá là nhiều cái sự đặc biệt về cái mùi hương. Các bạn yên tâm là những cái nguyên liệu mà Handifuco sử dụng á, thì các bạn ngửi vào nó vẫn khá là dễ chịu, nó không bị gọi là khó ngửi hay là như nào đâu. Cho nên là các bạn yên tâm là mùi hương nó khá là ok. Mình nghĩ là chỉ cần nghe đến tên thôi là các bạn đã đoán được cái chất sáp của nó như nào rồi, đúng không? Claymation là một cái chất sáp clay cực kỳ là cứng, nhưng mà nó lấy ra vẫn khá là dễ dàng, bởi vì là nó hơi có một chút dẻo, độ dẻo của cái chất sáp này. Cho nên là các bạn break down ra thì cần dùng một chút lực như kiểu mình dùng ở video này thôi, chỉ cần thêm một chút lực rất là nhẹ thôi là các bạn có thể break down được sáp này rồi. Sau đó thì break down tay á, thì các bạn sẽ cảm nhận được một cái độ, nó cảm giác như là cái con sáp này nó không hề có một độ dính nào ấy, cái độ dính nó không quá là cao. Cho nên là các bạn break down ra nó sẽ hơi khó một chút. Này, chất sáp của con này break down ra khá là hay, nó như kiểu là một cục đất sét nhưng mà ẩm. Các bạn break down tay, sau đó thì các bạn xoa đều ấy, nó sẽ hơi có một chút dính vào tay của mọi người. Và khi mà break down lên tóc ấy thì thực sự là nó có một cái cảm nhận mà lúc đầu mà mình không hề thích con này đâu, bởi vì là nó hơi bóng, và độ bóng của con Claymation này thì nó hơi bóng. Vuốt lên thì nó bóng khoảng tầm khoảng 15 phút thôi. Là như các bạn có thể xem ở đây là
mình đang vuốt, vừa vuốt lên ấy thì nó sẽ hơi bóng một chút. Còn sau khoảng tầm như trên đầu mình đây là để khoảng một tiếng, sau đó thì bắt đầu review cho mọi người, thì mọi người có thể thấy là nó có một cái độ bóng giảm rất là nhanh, độ bóng nó chỉ đúng như ở cái mức metal finish thôi, là cái độ bóng mờ, nó không gây ra quá nhiều độ bóng. Đặc biệt là cái con hand Defuco này, nó cho mình một cái cảm giác thực sự rất là thích. Nó cái độ bóng của nó khá là ít, và cái độ kết dính của nó thì dường như là vừa đủ thôi, nó không quá là dính như kiểu như những cái con của Bivalent thì nó quá dính. Thì đối với những bạn nào mà không thích những con sáp mà dính quá ấy, thì con hand Defuco này, Claymation này chính là sự lựa chọn của các bạn. Nó sẽ hơi có một cái độ dính nhẹ để cho nó tạo những độ texture trên tóc mình thôi, như này đây, các bạn thấy không? Là thực sự là độ dính mình lùa vào tóc, nó không cảm giác như là nó không có ấy, nhưng mà form tóc nó lên vẫn rất là đẹp nhá. Form tóc nó lên nó vẫn ôm tóc mình rất là nhiều. Con này vì cái độ hâu của nó ấy, ở trên này có ghi là Super High Hold, là một cái độ giữ nếp cực kỳ là cao, thì đúng là cao thật. Mình có test nó khoảng 24 giờ thì mình thấy là sau 24 giờ khi mà mình đi gội đầu thì tóc của mình vẫn giữ được form. Và mình thấy là đây là một cái Super High Hold, rất là Super High Hold, rất là cao. Về cái độ texture, như các bạn có thể thấy ở đây là sau khoảng hơn 1 tiếng thì nó cho ra được một cái độ texture thực sự là mình khá là ưng. Tóc mình thì đang nuôi lại cái kiểu Modern Pompadour cho nên là nó chưa đủ độ dài, nhưng mà cái độ texture nó cho ra cũng khá là nhiều rồi. Ở đây thì mình mỗi lần mà mình gọi là mình restyle lại tóc ấy, thì nó vẫn cho mình được một cái độ texture, nhưng mà các bạn thông cảm cho mình là phần bên này phải nuôi đủ độ dài thì nó sẽ ôm sát, phần bên này nó sẽ đẹp hơn rất nhiều. Còn bây giờ thì nó vẫn hơi lởm chởm một chút, nhưng mà không sao, mình vẫn thấy nó khá là ok. Nó là clay như vậy ấy. Nhưng mà khi mà vuốt lên tóc thì mình không cảm giác được cái độ nặng như những cái con sản phẩm khác, những cái con sản phẩm clay khác, mà mình thấy là một cái độ nặng nó vừa đủ thôi, nó không bị quá nặng đến kiểu mình lúc nào cũng bị đau đầu ấy. Ví dụ mình vuốt sáp nặng quá ấy, là mình thường nó sẽ bị đau đầu, mình không hiểu tại sao nhá. Mình vuốt tóc nặng quá thì nó sẽ bị đau đầu và mình sẽ cảm giác nó rất là bếp. Thì đây là một con sáp vuốt tóc là cân bằng, nhưng mà nó hơi thiên hướng ẩm một chút nhẹ thôi, nó không quá là cao. Cho nên là các bạn vào những cái ngày hè nắng gắt ấy, thì mình khuyên là không nên vuốt con Claymation này. Mà mùa hè nắng gắt thì chúng ta có thể sử dụng các những cái sản phẩm khác. Ở Hà Nội hiện tại là đang khá là lạnh rồi, thì con sáp vuốt tóc Claymation này thì chắc chắn là sự lựa chọn của những bạn nào mà tóc trung bình dày và tóc dày trở lên. Vuốt được con này và nó thực sự rất là hoàn hảo. Nó sẽ cung cấp cho các bạn một cái độ ẩm nhẹ, bởi vì là mùa đông ấy, thì thường là sẽ có rất nhiều thứ khô không ra nước. Ví dụ như là chân tay khô này, da mặt khô này, tóc nó cũng khô luôn, và da đầu nó cũng sẽ bị gầu. Và vuốt con này nó sẽ để lại cho mọi người được một cái độ ẩm nhất định, cho nên là các bạn yên tâm là tóc bạn sẽ không bao giờ bị khô và không bị gãy rụng tóc đâu. Một cái đặc điểm khá là hay của con này là mình thấy là cái độ nó ôm form ấy rất là kinh. Mình có đội mũ bảo hiểm này, sau đó mình đi chơi, mình chạy, mình nhảy, mình làm bất kỳ mọi thứ ấy, thậm chí cứ đi ngủ, đến ngày hôm sau tóc vẫn vào form, vẫn như vậy. Có điều là nó sẽ không được vào form như lúc mình vừa mới vuốt thôi. Và một cái nhược điểm mà mình hơi tiếc một chút là nó không có mùi thôi. Đối với những cái sản phẩm grooming khác của Hand Defuco ấy, như kiểu như là dầu xả, dầu gội ấy, thì thực sự là họ làm mùi rất là thơm. Và đối với mình thì cái tỷ lệ quan trọng của mỗi cái mùi hương ở trong một cái lọ sáp vuốt tóc ấy thì nó chỉ chiếm khoảng tầm 20% thôi. 20% còn lại là label và 60% còn lại là hiệu năng của sản phẩm. Là và đó là ý kiến riêng của mình, mà không biết là ý kiến của mọi người như nào thì mọi người có thể để ở phần mô tả bên phía dưới để mình có thể tham khảo thêm về cái ý kiến của mọi người, không biết là mọi người có giống mình không. Và về chi tiết của sản phẩm Hand Defuco Claymation này thì mình sẽ để link ở phần mô tả bên phía dưới, các bạn có thể click vào đó để biết thêm về Hand Defuco Claymation cũng như là Your Hair và những cái sản phẩm khác, sáp vuốt tóc khác mà Your Hair đang bán. Và nếu như mọi người thấy hay thì mọi người nhớ là đừng quên để lại cho mình một like, một share cũng như là một subscribe bên phía dưới để mình có thể thêm động lực ở những video tiếp theo. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau.